Xin chào tất cả các con. Trong tiết toán ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con thực hành nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số và vận dụng kiến thức nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số để chúng ta giải toán có lời văn. Bước vào phần thứ nhất, chúng ta đến với ví dụ A. Cô giáo có phép tính 1034 nhân 2 bằng. Để tìm kết quả của phép nhân này, chúng ta cần làm gì nhỉ? Trước hết, chúng ta cần phải đặt tính. Khi đặt tính, các con cần lưu ý viết thừa số thứ nhất trước, sau đó viết thừa số thứ hai bên dưới. Thừa số thứ nhất sao cho các chữ số cùng hàng phải thẳng cột với nhau. Dấu nhân viết ở giữa hai thừa số, dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Bước 2, thực hiện tính. Chúng ta thực hiện tính giống như nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. Tính theo thứ tự từ phải sang trái. 2 nhân 4 bằng 8. Viết 8. 2 nhân 3 bằng 6. Viết 6. 2 nhân 0 bằng 0. Viết 0. 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. Vậy 1034 nhân 2 bằng 2068. Qua thực hành ví dụ 1, ví dụ A, chúng ta thấy kết quả của phép nhân 1034 nhân 2 bằng 2068. Đến với ví dụ B, cô giáo phép có phép nhân sau: 2125 nhân 3 bằng hỏi chấm. Tương tự như thực hiện ở ví dụ A, để tìm kết quả của phép nhân trên, chúng ta sẽ thực hiện theo hai bước. Bước thứ nhất, đặt tính, và bước thứ hai là tính. Chúng ta cùng nhau tính: 3 nhân 5 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. Vậy 2125 nhân 3 bằng 6375. Nhìn trở lại với ví dụ A và ví dụ B, các con hãy so sánh sự giống và khác nhau ở hai phép tính trên. Giống nhau đó là cùng nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Điều khác nhau ở đây, trong phép tính A, đó là phép nhân không nhớ. Trong phép tính B, đó là phép nhân có nhớ. Cụ thể ở đây là nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục. Vậy khi thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ một lần, thì các con cần lưu ý là nhớ sang hàng tiếp theo liền kề. Vận dụng những điều cô giáo vừa hướng dẫn, chúng ta cùng nhau bước vào phần bài tập. Bài 1, tính. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta tính. Ở đây có 4 phép tính. Các con mở sách giáo khoa toán trang 113. Thực hành làm tính. Cô giáo sẽ hướng dẫn các con tính phép tính thứ nhất. 1234 nhân 2. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. Vậy 1234 nhân 2 bằng 2468. Tương tự với các phép tính còn lại, chúng ta thực hành nhân và có kết quả các phép tính như sau. Sau khi làm, các con đối chiếu với kết quả trên màn hình của cô giáo. 4013 nhân 2 bằng 8026. 2116 nhân 3 bằng 6348.
1072 nhân 4 bằng 4288. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau thực hiện 4 phép tính ở bài tập số 1. Và nhận thấy rằng trong 4 phép tính này có phép tính, 2 phép tính đầu là phép nhân không nhớ, 2 phép tính tiếp theo là phép nhân có nhớ. Lưu ý một điều, chúng ta thực hiện phép nhân có nhớ là phải nhớ sang hàng tiếp theo liền kề. Các con đã thực hiện xong bài tập số 1. Bài 2 đặt tính rồi tính. Để thực hiện bài tập số 2, chúng ta cần giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất là đặt tính và yêu cầu thứ hai là tính. Chúng ta cùng nhau đặt tính. Bài tập số 2 chúng ta sẽ làm trong vở ô ly. Khi đặt tính, các con cần lưu ý. Thừa số thứ nhất viết trước thừa số thứ hai. Viết bên dưới thừa số thứ nhất. Dấu nhân viết ở giữa hai thừa số và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Tương tự như thế chúng ta thực hiện ở các phép tính tiếp theo. Sau đó chúng ta thực hành bước tính. Khi tính, chúng ta thực hiện nhân từ phải sang trái. Cụ thể nhân từ hàng đơn vị tiếp theo đến hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn. Các con thực hành nhé. Sau đó đối chiếu kết quả của các con với kết quả của cô giáo ở từng phép nhân. Các con theo dõi và so sánh kết quả của mình với kết quả của cô giáo. 1023 nhân 3 bằng 3069. 1810 nhân 5 bằng 9050. 1212 nhân 4 bằng 4848. 2005 nhân 4 bằng 8020. Quan sát và chúng ta nhận thấy ở 4 phép tính trong bài tập số 2 chỉ có phép tính thứ nhất là phép nhân không nhớ, còn các phép nhân thứ 2, thứ 3 và thứ 4 đều là phép nhân có nhớ. Vậy khi nhớ, chúng ta cần nhớ sang hàng tiếp theo liền kề. Chúng mình cùng nhau thực hiện xong bài tập số 2. Vậy nội dung bài tập số 3 như thế nào? Cô cùng các con chuyển sang bài tập số 3. Bài 3 là một bài toán có lời văn. Chúng ta cùng nhau đọc yêu cầu bài. Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch? Chúng mình vừa đọc xong bài toán. Cùng nhau phân tích bài toán. Bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch. Dựa vào những điều cô giáo và các con vừa phân tích, chúng ta có thể làm tóm tắt bài toán như sau. Một bức tường 2 chấm 1015 viên gạch. 4 bức tường 2 chấm 3 chấm viên gạch hỏi chấm. Các con có thể tóm tắt bằng lời, tuy nhiên một số con có thể tóm tắt bằng sơ đồ, đúng không nào? Vậy thì dựa vào tóm tắt và dựa vào phần hỏi, phần bài toán cho biết, chúng ta thực hiện bài giải. Xây 4 bức tường như thế hết số viên gạch là 1015 nhân 4 bằng 4060 viên gạch.
Đáp số 4060 viên gạch. Như vậy, để thực hiện bài tập số 3, chúng ta đã vận dụng những kiến thức gì nhỉ? Quan sát và chúng ta thấy, chúng ta vừa thực hiện nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số và vận dụng kiến thức gấp một số lên nhiều lần. Vậy theo các em, muốn gấp một số lên nhiều lần, ta làm như thế nào? Vâng, muốn gấp một số lên nhiều lần, các em nhớ nhé, ta lấy số đó nhân với số lần. Qua bài tập số 3, củng cố cho chúng ta rất là nhiều kiến thức, đúng không nào? Vậy bài tập số 4 như thế nào? Cô và các con cùng chuyển sang bài tập số 4. Bài 4, tính nhẩm. Nhìn vào trong sách giáo khoa, các con thấy bài 4 có phần mẫu. Chúng ta cùng nhau đi phân tích mẫu. 2.000 nhân 3 bằng hỏi chấm nhẩm. 2.000 nhân 3 bằng 6.000. Vậy 2.000 nhân 3 bằng 6.000. Ở đây chúng ta thấy 2.000 là một số tròn nghìn, nhân với 3, chúng ta chỉ cần thực hiện lấy gì? 3 nhân với chữ số hàng nghìn, sau đó được kết quả là 3 nhân 2 bằng 6 và viết 3 chữ số 0 vào bên phải chữ số 6, ta được kết quả. Tương tự, chúng ta cùng nhau thực hiện các phép tính ở bài tập số 4. 2.000 nhân 2 bằng 4.000. 4.000 nhân 2 bằng 8.000. 3.000 nhân 2 bằng 6.000. Các con vừa thực hiện xong các phép tính ở cột thứ nhất. Sau đây, chúng ta cùng chuyển sang các phép tính ở cột thứ hai. 20 nhân 5 bằng 200 nhân 5 bằng 2.000 nhân 5 bằng. Phép tính thứ nhất ở cột thứ hai, quan sát và ta thấy 20 là số tròn trục. Các con có thể thực hành nhẩm 20 thành 20 nhân 5 bằng 10 chục. Vậy 20 nhân 5 bằng 100. Tương tự, 200 nhân 5 bằng, chúng ta nhẩm 200 nhân 5 bằng 100 và viết 200 nhân 5 bằng 1.000. Tương tự, 2.000 nhân 5 chúng ta bằng, kết quả là 10.000. Như vậy, qua bài tập số 4, cô vừa hướng dẫn các con thực hành tính nhân số tròn chục, tròn trăm và tròn nghìn. Như vậy, cô cùng các con vừa thực hành xong 4 bài tập của buổi học ngày hôm nay. Các con cần lưu ý, khi thực hiện nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số ở phần bài 1 và bài 2, cần lưu ý các bước đặt tính và bước tính. Khi thực hiện tính nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, có nhớ các con cần thực hiện nhớ sang hàng tiếp theo liền kề và vận dụng cái kiến thức đó để làm tốt các bài tập về giải toán có lời văn cũng như bài toán có liên quan. Và để làm tốt những điều đó, cô mong rằng các con cần học thuộc kỹ các bảng nhân. Và buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi.